Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin 5 lợi ích tuyệt vời của củ dền khiến bạn bất ngờ. Củ dền là một loại thực phẩm bổ dưỡng và nhiều hương vị, có thể ăn riêng hoặc thêm vào món rau trộn hoặc ly nước ép để dùng. Trong video này sẽ là một số lợi ích của củ dền mà bạn có thể quan tâm. 1. Đảm bảo huyết áp lành mạnh. Huyết áp cao là một chỉ dấu hàng đầu cho những vấn đề có thể gây tử vong như đau tim hoặc đột quỵ. Và điều đáng sợ hơn là huyết áp cao có xu hướng không có triệu chứng cho đến khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn cần ăn những loại thực phẩm có thể làm giảm huyết áp mỗi ngày. Củ dền đã được chứng minh có thể làm giảm huyết áp 4-10mg. Trong vài giờ sau khi ăn. Hiệu quả trên có được nhờ mức nitrate cao trong củ dền. Trong quá trình tiêu hóa, nitrate được chuyển hóa thành oxit nitric, làm giảm mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Hiệu quả chỉ là tạm thời, kéo dài khoảng 6 giờ sau khi ăn, và đó là một lý do khác để bạn ăn củ dền mỗi ngày. 2. Giảm viêm. Viêm nói chung là một tác nhân trong mọi căn bệnh mà con người biết đến, nhưng viêm mãn tính đặc biệt liên quan đến các bệnh như viêm khớp, ung thư, béo phì, bệnh tim và bệnh gan. Củ dền giúp giảm viêm thông qua các sắc tố màu đỏ được gọi là betalain. Cả củ dền và nước ép củ dền đã được chứng minh có thể làm giảm viêm thận ở chuột. Với bệnh viêm xương khớp, các đối tượng nghiên cứu được cho dùng viêm nang betalain làm từ củ dền cho biết tình trạng đau do bệnh giảm đi. Các nghiên cứu bổ sung ở người là cần thiết để tìm hiểu thêm, nhưng những phát hiện ban đầu đã gắn kết một cách thuyết phục betalain trong củ dền với việc giảm viêm mãn tính. 3. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ là một thành phần thú vị của chế độ ăn uống lành mạnh, do cơ thể chúng ta rất cần nó nhưng không thực sự tiêu hóa nó. Thay vào đó, chất xơ có thể hỗ trợ hoạt động đại tiện hoặc nuôi các vi khuẩn tốt sống trong ruột và tiêu hóa phần còn lại của thức ăn. Nạp đủ chất xơ trong chế độ ăn uống giúp bạn tránh được những tình trạng bệnh khó chịu như táo bón, bệnh viêm ruột và viêm túi thừa. Nó cũng được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và ung thư ruột kết suốt đời. Củ dền là một nguồn chất xơ tuyệt vời với 3,4 gram trong mỗi khẩu phần. 4. Tăng cường sự tinh anh. Mọi người đều biết rằng chức năng nhận thức tự nhiên suy giảm khi chúng ta già đi. Tuy nhiên, mức độ xảy ra tình trạng này đa phần nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tất nhiên, bạn không thể chống lại di truyền. Nhưng chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp đầu óc bạn minh mẫn hơn. Các nitrate có trong củ dền được cho có thể cải thiện khả năng nhận thức bằng cách làm giãn mạch máu cũng như tăng lưu lượng máu và oxy đến não. Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả trên được ghi nhận đặc biệt ở thùy trán, phần não chịu trách nhiệm cho việc ra quyết định và trí nhớ làm việc. Thường xuyên ăn củ dền cũng có thể cải thiện thời gian phản ứng của bạn. Vẫn còn phải xem xét liệu củ dền có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở người lớn tuổi hay không, nhưng liên quan đến sự minh mẫn tinh thần hàng ngày của bạn, nó rất xứng đáng để dùng. 5. Giảm cân. Giảm cân là một điều không dễ thực hiện. Thực tế, không có chế độ ăn kiêng thời thượng nào cho phép bạn giảm thể trọng và ngăn cây kim trên bàn cân di chuyển về bên phải. Chỉ có sự điều chỉnh trong chế độ ăn uống tổng thể bền vững mới có thể làm được điều đó. Để đạt được mức thể trọng mà mình nhắm đến, bạn cần nạp ít calorie hơn mức mà bạn đốt cháy. Đó chính là chỗ mà củ dền có thể phát huy tác dụng, bởi chúng chứa rất nhiều nước và ít calorie, nhưng vẫn cung cấp cho bạn rất nhiều dinh dưỡng quan trọng. Chất xơ trong củ dền đặc biệt có lợi vì nó thúc đẩy cảm giác no và thỏa mãn sau bữa ăn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau.